Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của các đô thị đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học. Song đi cùng với đó là những vấn đề về ô nhiễm môi trường, quá tải về hạ tầng giao thông. Để giải quyết các tồn tại này, cần có một chiến lược phát triển đô thị thông minh. Phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 là chủ trương đúng đắn của chính phủ. Bình Dương là một trong những tỉnh tiên phong đã triển khai đề án xây dựng thành phố thông minh. Đây là đề án mang tính đột phá cho phát triển kinh tế xã hội Bình Dương với nền tảng mô hình hợp tác ba nhà giữa nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà trường, viện, quy tụ nhiều nguồn lực cả trong và ngoài nước. Để thực hiện đề án, tỉnh Bình Dương cũng đã đề ra nhiều giải pháp chương trình đột phá, trong đó cải cách hành chính minh bạch thân thiện, xây dựng chính quyền điện tử hiệu quả là yêu cầu thiết yếu của thành phố thông minh, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của chính quyền trong mô hình ba nhà, vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo nghị quyết số 30C ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ. Những năm qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được người dân và doanh nghiệp hài lòng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó nổi bật là sự cải tiến không ngừng của Trung tâm Hành Chính Công tỉnh Bình Dương. Trung tâm Hành Chính Công tỉnh Bình Dương chính thức hoạt động từ tháng 2 năm 2015, đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ là bước quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính nhà nước của Bình Dương. Có thể nhận thấy, trước khi chưa thành lập Trung tâm Hành Chính Công, quy trình giải quyết thủ tục hành chính chưa thực hiện thống nhất ở các sở, từ tiếp nhận hồ sơ đến xử lý hồ sơ và trả kết quả. Quy trình thực hiện liên thông chưa được thực hiện do chưa có quy chế phối hợp, cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ còn chậm, ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Người dân doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần do hồ sơ chưa đầy đủ nên phải bổ sung. Một số lĩnh vực hồ sơ giải quyết quá hạn nhưng không có thông báo xin lỗi người dân doanh nghiệp. Từ khi thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành Chính Công, hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã từng bước ổn định, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được nâng cao. Tại đây, mọi khâu từ tiếp nhận đến giải quyết hồ sơ đều có hướng dẫn và thông báo rõ ràng. Hồ sơ giải quyết chậm trễ được thông báo công khai trên các màn hình treo tại Trung tâm Hành Chính Công để lãnh đạo các sở ban ngành biết và tập trung giải quyết. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, tiết kiệm thời gian và chi phí khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính, góp phần làm tăng chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Người dân ở đây thì đánh giá mức độ hài lòng của Trung tâm Hành Chính Công và một cửa của Sở Kế hoạch Đầu tư là rất tốt, tại vì có hỗ trợ hết mình khi mà hỗ trợ doanh nghiệp scan hồ sơ và nạp hồ sơ khi mà doanh nghiệp không hiểu, rồi nạp hồ sơ khi mà hỗ trợ đến khi nhận kết quả luôn. Cái bộ phận một cửa làm việc rất nhanh nhẹn. Thứ hai là nếu như mà có khách, người dân hay doanh nghiệp lên thì sẽ luôn luôn có những cái bộ phận ở ngoài một cửa, người ta sẽ nếu như mình chưa biết cái thủ tục như thế nào ở quầy nào thì người ta sẽ tận tình ra, người ta hỏi mình làm cái gì và người ta sẽ hỗ trợ mình mức tối đa, nói chung là rất là nhanh. Với tính hiệu quả trong cải cách hành chính như thế nên tỉnh Bình Dương luôn đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị trực thuộc và các sở ngành cấp tỉnh phải được thực hiện tại Trung tâm Hành Chính Công. Việc xây dựng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 phải đặt người dùng là đối tượng trọng tâm phục vụ, tiếp tục hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử, trang thông tin hành chính công và phần mềm đánh giá cán bộ công chức, đảm bảo kết nối liên thông 3 cấp và liên thông bộ ngành, ngành dọc và liên thông ngang cùng cấp, thực hiện nghiêm túc việc thực hiện thông báo bằng văn bản, thư xin lỗi người dân doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn. Theo thống kê, trong 3 tháng 4, 5, 6 của năm 2020, tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh là 942.000 lượt hồ sơ. Trong đó có hơn 3.000 hồ sơ giải quyết qua mức độ 3, mức độ 4. Hiện tỉnh đã có 1.135 dịch vụ công mức độ 3 và 4.
Trong đó, số dịch vụ công mức độ 4 là 756 và dao động có hơn 100 dịch vụ công mức độ 4 có hồ sơ phát sinh hàng tháng. Để việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện vai trò điều phối phát triển chính phủ điện tử và thúc đẩy phát triển dịch vụ công trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông đã liên tục có văn bản đôn đốc đề nghị các sở ngành địa phương triển khai các biện pháp quyết liệt để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4, chỉ đạo theo dõi sát việc tiếp nhận giải quyết qua cổng dịch vụ công của tỉnh và của quốc gia để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo tăng cường xây dựng chính quyền điện tử, mô hình dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính. Theo số liệu thống kê của Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến quý 2 năm 2020, Bình Dương vừa trở thành đơn vị thứ 14 và là địa phương thứ 8 hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4. Để hoàn thành mục tiêu 30% dịch vụ công mức 4, tỉnh đã kịp thời đưa ra các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy quá trình ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và mục tiêu triển khai dịch vụ công mức độ 4 nói riêng. Trong quá trình thực hiện, với sự đồng lòng quyết tâm của tập thể lãnh đạo tỉnh, sở ngành và cả cán bộ công chức chuyên môn, Bình Dương đã có sự phân công rõ giữa các sở ngành đơn vị thi công nhằm đạt được mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử cũng như triển khai dịch vụ công của tỉnh, phục vụ người dân và doanh nghiệp giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính. Tỉnh Bình Dương rất quan tâm về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là chú trọng đến cái việc mà ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục chính. Và mục đích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục chính, một là hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp tạo cái bước thuận tiện tối ưu cho người dân nghiệp, giảm cái việc đi lại, giảm chi phí thực hiện thủ tục chính. Bên cạnh đó là công khai minh bạch toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục chính cũng như là thông tin liên quan đến cái hồ sơ. Và cái việc ứng dụng công nghệ thông tin này là một trong những cái tiêu chí để trong cái bối cảnh chung là của định hướng của phát triển chính phủ điện tử và cái định hướng phát triển thành phố thông minh đang được triển khai tại Bình Dương. Vì mục tiêu hướng tới một nền hành chính minh bạch hiệu quả, thời gian qua tỉnh Bình Dương đã làm được nhiều việc trong công tác cải cách hành chính, nhất là đưa vào hoạt động trung tâm hành chính tập trung của tỉnh. Đây là biểu tượng cho sự phát triển của Bình Dương trong kỷ nguyên mới với tất cả các loại hình dịch vụ và công nghệ cao, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn với một nền hành chính thân thiện, hiện đại và hiệu quả. Đây chính là một trong năm chương trình đột phá của Bình Dương trong xây dựng thành phố thông minh, là một trong những cơ sở để năm 2018 đánh dấu Bình Dương là tỉnh đầu tiên trong cả nước gia nhập Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới, gọi tắt là WTA. Và hơn thế nữa, ngày 25 tháng 10 năm 2018, Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới ICF đã công bố vùng thông minh Bình Dương là một trong 21 khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới năm 2019 và chính thức được gia nhập mạng lưới hơn 180 đô thị thông minh thịnh vượng khắp thế giới ICF. Những thành công vượt bậc trên cho thấy hướng phát triển của Bình Dương với đề án thành phố thông minh, chương trình đột phá kinh tế xã hội tỉnh rất phù hợp xu thế thời đại, phát huy được tiềm năng, được thế giới đánh giá cao, mở ra những cơ hội rất to lớn để Bình Dương vươn lên một tầm cao mới.